Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 tháng 6 âm lịch, đang nghèo bỗng trở nên giàu có bất thình lình nếu biết điều này. Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục Tử Vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Đinh Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà họ còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người họ đang gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Đinh Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ còn luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vậy nên trong tháng 6 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu và thần Phật độ mạng, ban phát cho tài lộc, hóa giải vận xui cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho những quý vị gia chủ cơ hội đổi đời. Nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý vị gia chủ Đinh Mùi phất lên như diều gặp gió. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung mà quý vị đang mong chờ. Tử vi chi tiết cho những người sinh năm 1967. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh thiên hà thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của những người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp để kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Tuổi Đinh Mùi đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm hỏi han. Nhưng nhìn chung trong tháng này, việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp gia chủ củng cố tài chính và phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già, tuổi cao như huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém và không sâu giấc, ăn uống cũng không cảm thấy ngon miệng. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp bính âm hỏa cho nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Mùi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân và cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này. Báo hiệu sẽ có nhiều bội thu. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không thì sẽ dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở là lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư kinh doanh cũng gặp được những bạn hàng đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác cùng làm ăn, hướng tới mục tiêu chung. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì bản mệnh cũng cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính kẻo mất tiền và mất cả quý nhân. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài lộc khá vượng, tuổi Đinh Mùi có thể được hưởng lợi từ những khoản đầu tư hoặc là tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người còn được thăng chức tăng lương và cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể đứng ra ứng tiền như là chuyển nhà, mời khách hay là xui hơn, đó chính là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập cũng như là khoản tiết kiệm của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu. Qua sự việc lần này thì hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng để có thể trong từng tình huống cụ thể thì chúng ta đều có những hướng đi tốt nhất. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi không được lý tưởng như mong muốn. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều, khiến cho thần kinh luôn căng thẳng và cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ giống như là hồi thanh niên. Đừng bắt mình phải ôm đồm lo lắng quá nhiều việc, có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu để giúp cho con cháu của mình giải quyết khó khăn khúc mắc trong cuộc sống. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại bình an, may mắn và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Mùi sinh năm 1967 gặp vận đào hoa và đây là dấu hiệu tốt với những người đang còn sống đơn thân hoặc là độc thân. Bạn có thể cởi mở hơn trong giao tiếp, bạn có thể sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc mình. Tuy nhiên, nếu là người vẫn đang có gia đình ở bên cạnh thì chúng ta nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, đó chính là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ chúng ta tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra thì việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với quý vị gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn cũng như là biết cách hóa giải cái vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch này. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trong chương trình.